nhìn xe bông nè các bạn, quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Xe bông sen. Xe bông sen này là bán ở chùa Gò Kén luôn á các bạn. Đó, các bạn nào có đi là chùa Gò Kén nhớ mua bông này ủng hộ ông nghe các bạn. Ở đây nè các bạn, cái xe bông sen bán ở đây nè, rồi xong là ở dưới này nè các bạn có một hồ sen luôn. Các bạn ơi, mình mua một bó bông sen nè các bạn, để về mình trưng cho ông địa nha các bạn. À, các bạn thấy chưa, rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình đang đứng ở đây là cái hồ sen luôn các bạn. À, ở dưới đó là sen không luôn các bạn ơi. Đây là một bó bông sen. Các bạn ơi, mình tới cái cổng chùa nè các bạn, cổng chùa Gò Kén đó các bạn. Đó, các bạn nhìn đẹp không các bạn? Quá trời đẹp luôn. Đang quay vô cổng. Đó, các bạn thấy không các bạn? À, tượng Phật nè các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Những khung cảnh ở đây là các bạn nhìn đẹp ghê luôn các bạn ơi. Đó. Quá trời lớn luôn các bạn. Công trình ở đây á, người ta còn đang xây nữa đó các bạn. Các bạn ơi, trái này là trái sala nè các bạn. Quá trời trái luôn nè. Thấy mê không các bạn? Đó, nhiều ghê luôn á. Các bạn ơi, cái tòa tháp này các bạn nhìn đẹp ghê không các bạn? Quá trời lớn luôn nè. Có cái tượng Phật nằm á các bạn. Tượng Phật nằm này rất là lớn luôn các bạn ơi. Ở bên đó đó các bạn, cái tháp nhìn lớn ghê luôn các bạn. Đó, cao không các bạn? Thật là cao luôn á. Đèn lồng quá trời nhiều luôn á các bạn ơi. Đẹp ghê luôn.
Các bạn ơi, đây là chùa Gò Cán nè các bạn. Đó. Các bạn nhìn đẹp ghê không các bạn? Lớn lắm luôn á các bạn. Đó, các bạn nhìn đi. Đây là chùa lớn luôn á các bạn. Chùa chánh luôn á. Khuôn viên ở trong chùa này các bạn. Ở đây cảnh quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy mê không? Nè các bạn ơi, cái này là tượng Phật của Bồ Tát đó các bạn, Quan Âm Bồ Tát đó các bạn. Mình đang ở ngay cái hồ của tượng Phật Quan Âm Bồ Tát này các bạn. À, các bạn nhìn rất là lớn luôn. Cái tượng Phật là ở dưới hầm luôn nha các bạn, dưới cái hồ nè. Đó, các bạn thấy chưa? Ở trên đây quá đẹp luôn các bạn, ở đây nhìn xuống hồ nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Nhiều cây cầu đi ra luôn. Cây cầu này đi lên chỗ tượng của Phật Quan Âm rất là đẹp luôn các bạn. Các
các bạn ơi, bây giờ video mình chia sẻ cái buổi đi chùa của mình đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại lúc sau nha các bạn.